Chiều ngày 8 tháng 4 tại sân bóng xã Đông Sơn, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên tổ chức khai mạc giải bóng đá nông dân lần thứ nhất năm 2023. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Hội Nông dân huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đông Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân các xã thị trấn cùng đông đảo các vận động viên tham gia thi đấu. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhấn mạnh, hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trong nhiều năm qua, cán bộ hội viên nông dân huyện Thủy Nguyên luôn hăng hái đi đầu tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tại các địa phương, qua đó góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần nông dân. Đồng chí động viên toàn thể vận động viên về tham dự giải thi đấu trung thực, hết mình cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những đường bóng đẹp, đồng thời gửi lời chúc đến các vận động viên, tổ trọng tài, cổ động viên tham gia nhiệt tình thi đấu hết mình, công tâm đưa giải đến thành công. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện đã tặng hoa và cờ lưu niệm cho các cụm tham gia thi đấu. Tham gia giải bóng đá nông dân Thủy Nguyên lần thứ nhất có 4 đội bóng thuộc 4 cụm Hội Nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội thi đấu vòng bảng sau đó chọn ra 2 đội vào thi đấu chung kết. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra 2 trận đấu giữa đội cụm 1 với đội cụm 3 và đội cụm 2 thi đấu với đội cụm 4. Các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Các cầu thủ thi đấu nhiệt tình, hiệu quả, cống hiến nhiều pha bóng, trận đấu hấp dẫn được đông đảo cổ động viên cổ vũ hết mình. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó, tạo không khí vui tươi sôi nổi chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 75 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi, phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ 11, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ 10 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời là sân chơi bổ ích để cán bộ, hội viên nông dân tham gia luyện tập, thi đấu, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết trong các cấp hội và hội viên nông dân trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của huyện nhà ngày càng phát triển.